Kính chào cô chú anh chị cùng các bạn, mình là My. Cô chú anh chị hôm nay có khỏe không? My có một cái chuyện này rất là hay mà muốn chia sẻ đến cô chú anh chị, mà đây là câu chuyện của cô Thương mà cô muốn gửi đến các cô các bác. Ai mà lớn tuổi á thì có thể làm như cô được hay không? Là trong vòng 10 năm mà cô đã tiết kiệm được 16 tỷ đồng tiền Việt Nam, mà tính tiền đô mình là trên 600.000 đô la Mỹ, thì mình thấy cái con số này rất là lớn. Trong vòng 10 năm cô đã làm gì, và với cái kiến thức của cô là cô nói không biết tiếng Anh, học ít, mà tại sao cô làm được với cái đồng tiền như vậy? Thì mình mời cô chú nghe câu chuyện của cô nha, rất là hay mà mình thấy cũng là một bài học mà mình muốn làm nhiều tiền đó các bạn cô chú. Thì như vậy nè, cô ở bên Việt Nam qua bên Mỹ này đúng 15 năm, gia đình của cô có đứa con lớn rồi. Ở bên Việt Nam thì cô được người anh bảo lãnh qua đây theo diện anh em, cô qua đây một mình, con cô lớn cho nên ở Việt Nam không có qua được, thì có việc làm đồ ổn định bên kia. Nhưng mà hoàn cảnh là chỉ bình thường, mỗi ngày ở bên Việt Nam á cô là chỉ bán xôi ở phía trước cửa thôi, thì thu nhập là giống như là vừa đủ ăn đủ xài và không có dư. Ở bên Việt Nam thì khi cô qua bên này nè, cô bán căn nhà cô là cô được tính ra là khoảng 1 tỷ đồng hơn tiền Việt Nam, thì được chút ít tiền khoảng chừng 50.000 đô tổng cộng. Thì cô qua anh Mỹ này với 50.000 đô và cô sẽ làm gì? 3 năm đầu cô vô nhà hàng cô làm ở tiểu bang New York, thì 3 năm đầu cô làm á, mỗi tháng á, trừ chi phí ra tiền làm nhà hàng thì cô nói là được tiền thiếp rồi luôn, thì có tháng là được 4.000, có tháng thì được 3.500, có tháng hơn. Nhưng mà trừ chi phí mướn cái apartment nhỏ để ở đồ đủ thứ thì cô dọn dẹn dư chừng 1.000, 1.500, có khi 2.000 một tháng, là cô nói là tiết kiệm lắm rồi đó. Thì dư được nhiêu đó mà rất là cực. Trong vòng 3 năm cô bỏ nghề nhà hàng, cô đi qua làm neo, thì cô nói làm rất là cực khổ, 7 ngày một tuần luôn, thì cô được có khi là 4.000, 4.500. Nhưng mà trừ chi phí nhà ở đồ lặt vặt thì cô dư cũng khoảng một tháng được chừng 2.000 thôi. Thì nói chung là xong như vậy, sau 5 năm thì cô thấy là đổi nghề nữa, thì cô được một cái người quen giới thiệu của bà chủ tiệm nail á, là có một người con có cái nhà mà cần giúp đỡ nấu ăn dọn dẹp, mà giữ một đứa con khoảng chừng 6 tuổi cho giống như take care, nấu ăn rồi đưa đi học dù dùm thôi. Thì cô thấy cái công việc này nó cũng nhàn rỗi với cô cho nên cô đã nhận. Thì công việc của cô tạm gọi là giúp việc nhà nhưng mà rất là đơn giản, là tại vì cô nói gia đình này có hai vợ chồng với một đứa con cho nên cô dọn dẹp giống hệt như nhà của mình thôi, chứ không có gì cực khổ hết. Và việc làm của cô là từ sáng khoảng 8 giờ cho tới 6, 7 giờ chiều là cô về, thì mỗi tháng người ta trả cho cô là 2.500. Thì cái người này đưa ra luôn, nếu mà cô chịu ở nhà của cái người này luôn, mỗi tuần thì được nghỉ ngày chủ nhật, ngủ qua đêm luôn, thì tới sau công việc mà buổi chiều xong á thì phần đông là cũng không có làm gì hết, nhưng mà lỡ ở nhà có việc gì á thì cần cô giúp đỡ thì cô có thể chừng nhà là giữ giùm cái đứa bé con này để cho hai vợ chồng đi ra ngoài ăn uống hay là đi gì thôi. Thì mỗi tháng người ta trả cho cô 3.000 mà được nghỉ ngày chủ nhật ở nhà người ta luôn, thì cô không có tốn tiền cái mướn cái chỗ apartment của cô. Thì cô thấy vậy hay quá cho nên cô nhận cái việc làm là ở luôn nhà người ta. Xong rồi á, mỗi chủ nhật là cô được đi chơi đây đó nữa, cô muốn đi đâu cô đi, cô muốn làm gì cô làm, người ta sẽ cho cô ở một phòng. Thì cô thấy rất là thoải mái mà được mỗi tháng 3.000. Cô còn nói thêm á, mỗi chủ nhật mà nếu mà cái gia đình này nè mà cần cô giúp cái gì á thì cô sẵn sàng cô giúp, và xong rồi người ta còn cho tiền nữa. Giống như mỗi tháng nhiều khi á, cô nói 3.000 nhưng mà chủ nhật đó có một lần hai lần cô giúp này kia lặt vặt thôi thì người ta cho 200, 300, nhiều khi người ta cho 500 luôn. Thì cô nói có nhiều khi có tháng là cô được tới 3.500 chứ không có phải 3.000, mà không có tốn tiền gì hết á, ăn uống thì người ta lo luôn, cô chỉ tốn tiền lặt vặt lâu lâu cô đi mua này kia cho cô, mà cô nói không có cần cái gì để mua, là tại vì ở đây cái gì cũng có hết trơn á. Thì nói chung cái phần tiền cô làm á là cô giữ trọn luôn, có khi 3.000, có khi 3.500, khi 3.200,
là giữ trọn luôn. Và nếu như mà mình tính như vậy, tới 10 năm thì cô cũng không có bao giờ mà cô làm được tới 16 tỷ đồng mà dư được hơn 600 ngàn này đâu các bạn. Nếu như mà mình tính trong vòng 10 năm mà mỗi tháng á, cô làm ra là 3 ngàn bình quân thôi, minimum thôi, là cô cũng còn dư chút ít, nói là 3 ngàn thôi là thấp nhất á, 1 năm là 36 ngàn, 10 năm là 360 ngàn, là cô chỉ dư có 360 ngàn trong vòng 10 năm đó thôi. Nhưng mà tại sao cô được dư tới trên 600 ngàn? Cái này là một cái mà rất là hay mà cô muốn nhờ My gửi đến các anh chị lớn tuổi. Làm theo cái này giống như cô thì sẽ được nhiều tiền hơn. Tại cô cũng tận tâm với gia đình lắm. Cần gì là cô giúp thật lòng. Cô nói coi giống như là con cháu trong gia đình vậy đó. Từ công việc nhà cho tới săn sóc đứa con. Cho nên gia đình chủ này rất là thương cô. Thì cái người chủ mà cô làm á, là rất là giỏi về đầu tư, về kiếm tiền đó. Tại vì cái người này nè, rất là thương cô, nói với cô á, là thay vì những cái tiền của cô mà mỗi tháng người ta đưa cho cô á, thì bây giờ cô để vô đầu tư, người ta sẽ làm cho cô, giúp cho cô, để vô cô đầu tư thì sau này cô sẽ được một số tiền rất là lớn. Thì khi mà người ta giải thích xong cho cô á, thì cô thấy hay quá, thì cô nhất định cô làm. Thì mỗi tháng á, cô bỏ vô 3.000 đồng. Và trước đó đó, cái tiền của cô bán đất ở bên Việt Nam á, là còn 50.000 đô, cộng với những cái tiền mà mỗi tháng cô dư làm. Nhưng mà cô nói cô không có đưa hết, cho nên cô chỉ đưa 50.000 đô đó thôi. Còn 5 năm mà trước đó cô làm dư, lúc làm neo với làm nhà hàng á, thì cô giữ lại để hộ thân. Thì cô chỉ đưa 50.000 đó cho cái người chủ giúp cô đầu tư. Thì cái anh này đã bỏ vô cái S&P 500. Mà cái mà cô đã thường coi video của My á, thì cô nói chính là cái đó là cái đã giúp cô đó My. Thì My cũng đã chia sẻ với các bạn cô chú về cái S&P 500 mà mình đầu tư, giống như ông xã My đã thường nói đó ở những video này nè. Thì khi mà cô đưa 50.000 vô đầu tiên, xong rồi mỗi tháng á, cô đưa thêm 3.000, cứ mỗi tháng là cái anh đó không có đưa cho cô nữa mà chuyển thẳng trực tiếp vô trong nhà băng của cô luôn, vô trong cái tài khoản của cô luôn. Và anh cũng nói là anh đầu tư ở trong S&P 500 cho cô để cái độ an toàn nó cao hơn. Nhưng là 500 cái công ty mà lớn nhất trên nước Mỹ, mình đầu tư vô đó thì nó sẽ an toàn hơn là những cái stock một công ty. Thì khi cô bỏ vô đó thì cô cũng rất là hồi hộp. Nhưng mà sau 10 năm thì cái tiền lời nó tính dao động, để mình tính cho các bạn cô chú xem ở trên đây nha. Cô chú anh chị, nếu mà muốn tính thì mình có thể vô chỗ này nha. Investor.gov. Cô để trước tiên là 50.000, sau đó mỗi tháng cô để 3.000 và cô để 10 năm. Cái tiền lời á, thì bình quân á, là nó khi 8 chấm, 10 chấm, 12 chấm. Nhưng mà mình để cái thấp nhất thôi là 8 chấm để cho mình thấy cái minimum của nó thôi. Và nếu như mà tiền mà giống như dao động có thể lên xuống á, thì thí dụ như 8%, nhưng mà có lúc á xuống 6%, có lúc là 10%, cho nên mình dao động là 2% đó. Thì mình tính calculate ở đây, thì khi mình tính ra thì số tiền trong vòng 10 năm, mỗi tháng cô để vô 3.000, trong vòng 10 năm cô được 629.462 đồng đó. Thì trong vòng 10 năm đó các bạn cô chú, và mình đổi qua luôn tiền đô qua tiền Việt ha, để mình tính. Hiện giờ là đô là 25.458 đồng cho một đô Mỹ. Thì mình để vô đây mình tính 629.000, tính chẵn thôi, 629.000 đô là cô được 16 tỷ tiền Việt Nam. Thì sau khi 10 năm, nếu như mà cô không có đầu tư gì hết thì cô chỉ được 360.000 thôi, cộng thêm 50.000 cô đã có sẵn, thì tổng cộng cô được là 410.000 đô cho 10 năm. 410.000 thì được là 10 tỷ hơn nếu mà không có đầu tư. Còn khi mà đầu tư 16 tỷ đồng, giống như người bình thường như mình đi, mà mình làm, khi mình nói làm mấy chục ngàn năm, mà sau cuối cùng
tiền không có được bao nhiêu, rồi cộng lại 10 năm trời của mình nữa, mình cũng dành dụm chắc chiu rồi, nhưng mà cái tiền của mình cứ giữ đó mà mình không có để cho nó mọc ra, để cho nó đẻ ra nữa, thì nó chỉ là cái số tiền rất là ít thôi cô chú anh chị. Cô nói là cô rất là mừng là cái kiến thức cô không có học, không tiếng Anh không rành, mà chỉ là một người bán xôi ở bên Việt Nam thôi. Cho nên từ 410.000 đô cô sẽ trở thành là 629.000 đô trong vòng 10 năm. Và cái số tiền 629.000 này nè, bây giờ cô vẫn còn đang để và đầu tư tiếp tục nữa thì nó mọc lên nữa. Nhưng mà cái này là sau này cái tiền lời của cô như hiện tại là cô lời là 220.000 khoảng đó đó, thì cái phần đó là tiền lời là cô phải đóng thuế ở tiểu bang của cô ở là New York. Thì theo mới biết là capital gain ở New York là đóng 8 chấm mấy% đó, thì mới mốt cô lời hơn nhiều hơn nữa thì cô đóng nhiều hơn nữa. Cô nói nhiêu đó là đã đủ để cho cô trở về Việt Nam sống với con của cô lúc tuổi già. Thì cái này mới thấy rất là mừng cho cô đã chắc chiu dành dụm. Mà cái công việc này cô nói á, cô đã làm nhà hàng, cô đã làm nail, thì cái công việc nhà này của cô á, lại nhàn rỗi. Mà cô nói chưa đâu, cái người chủ này rất là tốt với cô. Mỗi năm á, người ta cho cô đi chơi. Thí dụ như nếu mà cô không có về Việt Nam á, thì cho cô đi chơi đâu đó. Thì cô nói cô cũng có một hai người bạn ở gần đó, thì cô qua nhà của người kia cô ở chừng 2 3 ngày rồi cô về, nhưng mà cũng cảm thấy là thoải mái. Còn chủ nhật á, nếu mà cô nói cô bận là cái người này không có nhờ cô gì hết, nhưng mà nếu mà cô rảnh thì cái người này nhờ cô thì lại được thêm tiền. Thì cô nói có tiền đó đó rồi cô cho con cháu ở Việt Nam cũng thoải mái. Mà cô nói đặc biệt thêm nữa đó, cái gia đình này nè cứ vài 3 tháng là đi chơi một lần, thì có hỏi cô là muốn đi chơi hay là không. Nhiều khi đi 2 3 ngày đi chỗ này chỗ kia thì cô nói người ta muốn cô đi theo là tại sao, là tại vì đi theo á là giữ con giùm luôn để cho người ta đi thoải mái. Nhưng mà nhờ như vậy đó thì cô nói là vừa đi chơi được nè mà không có tốn tiền, mà biết đây biết đó. Mà cô nói mỗi lần đi chơi như vậy đó thì ăn uống là toàn là món ngon vật lạ, cô đều có ăn hết. Mà cái gia đình này là lại tốt với cô, là giống như coi cô như là người thân, cho nên cô cũng hết mình, cô cũng coi như người thân vậy đó. Nhưng rất là vui vẻ ở chung bao nhiêu năm mà không có một cái chuyện gì là phiền mà phải mà giận nhau hay là cái gì hết á. Mà cái hay của cô nói nữa đó là khi cô đi làm như vậy với một cái người này nè, lúc đầu á, cô cảm thấy là cô mặc cảm, là tại vì giống như mình đi làm người ở cho một cái người nào đó. Nhưng mà khi cô đã vô làm rồi vài tháng rồi thì cô mới cảm nhận được đây không phải là một cái việc làm, mà đây giống như là một cuộc sống hàng ngày của mình thôi. Cô nói là cái gia đình này á, mặc dù là người ta kêu mình về làm là mình là người ở cho người ta, nhưng mà vì cái tư tưởng của cô á, cô nghĩ là giống như là đứa con của cô mà cô săn sóc cô lo, cho nên chính vì vậy mà cô cảm thấy là những cái việc hàng ngày, cô nói giống như là đi chợ nè, rồi lái xe đi chợ mua đồ ăn, nhưng tuần đi lần có khi đi 2 lần, rồi đi về rồi nấu ăn những món ăn gì đó, chiều á là cô hỏi trước ngày mai có muốn ăn cái gì, nấu món gì thì cô nấu đó, thời xong rồi cái sáng á, thì cô đưa đi con của người chủ này đi học, về làm đồ ăn sơ sơ gì đó. Nhưng mà cái cô nói sướng nữa đó là không phải người ta ăn ở nhà hoài, nhiều khi cô nấu cho cô thôi à. Còn gia đình á, một tuần chỉ nấu á, 2 3 lần 4 lần, còn khi người ta cứ đi ra ngoài người ta ăn ở ngoài á, xong người ta mua về cho cô ăn luôn như vậy đó. Cho nên cô cảm thấy là chỉ có cực là lau nhà nè, lau bụi, giặt đồ, xếp đồ, những công việc mà hàng ngày giống như cô nói là một người nội trợ bình thường mình á là mình cũng đã làm rồi, chứ không có gì mà phải chạy trốn những công việc đó hết á. Mà cô nói cái mà cô thích nhất nữa đó, khi cô ở trong gia đình này á thì người ta giàu có xài cái những cái đồ, cái hàng bất kỳ cái gì á, người ta cũng mua mắc tiền hết á.
Cho nên khi cô xài từ cái máy giặt cho tới máy rửa chén hay là tới máy làm cà phê, bất kỳ cái máy gì á là toàn là những cái tiến bộ mà cảm thấy là mình xài rất là sướng, chứ không có phải mà mình, cô nói là lúc mà cô mới qua mướn cái apartment mua những cái đồ đồ cô ở đó toàn là những cái đồ rẻ tiền, những cái tiệm rẻ tiền, xài nhiều khi nó hư lặt vặt hoặc là nó xúc nó sổ, thì cô nói là rất là bực mình. Thì khi cô vô cái nhà giàu này á, cô cảm thấy là cô hưởng luôn được những cái đó. Thì cô nói mà cái giống như cái cách của cô, các bạn mình cảm nhận được là cô rất là mừng, rất là vui. Cho tới những cái món ăn hay là đi ra ngoài rồi đi nhà hàng, cô cũng được đi nhà hàng sang, mặc dù là cô đi theo để cô giữ con của cái người này thôi, nhưng mà lúc ăn uống thì ăn uống cũng ngồi bàn chung, cũng ăn chung đó. Thì cô nói là cô hưởng được tất cả những cái gì mà gia đình này á hưởng là cô được hưởng hết, y như một người giàu vậy đó. Nhưng mà chỉ có cái nhiệm vụ của mình là mình lo cho cái đứa con thôi. Cứ lâu lâu á người ta cho cô này kia rất là nhiều, từ quần áo hay là giày dép, bất kỳ cái gì á là người ta mua cho cô, mà cô nói dư luôn chứ không có thiếu nữa. Giống như cô nói nhiều khi túi xách á, xài túi xách mới cái này chưa có hư hao là người ta đã bỏ cái túi đó kia ra cho cô, nói kêu cô á là xài đi, còn không xài gửi về Việt Nam cho ai cho, tại vì cái này cái kiểu này không thích, cái màu này không thích gì mà nó còn mới tinh à. Rồi từ cái đó cho tới quần áo, rồi cho tới những cái đồ ăn uống hay gì đó, nhiều khi người ta mua về cả đống không có ăn. Cô nói hả, cô ăn riết rồi cô mập luôn. Cô cũng nói thêm là nhờ cái video này của My nè là cô được giảm cân trong mấy tháng nay là nó đỡ. Cô nói là cách này rất là hay, các cô chú anh chị muốn giảm cân mà chưa xem video này thì xem. Cô nói cô áp dụng từ lúc mà cái video của My mới ra, thì bây giờ của cô á, cái quan trọng cô nói á, cái bụng của cô á nó đỡ bớt, nó không có nặng nề như hồi xưa, tại vì cô cứ ăn uống những cái món ngon vật lạ đó đó. Thì cô ăn theo cái cách này cô nói cảm thấy thoải mái mà lại không lên cân là cô mừng. Cô không cần xuống nhiều mà cô nói là không lên cân là mừng, nhưng mà giờ cái quần của cô nó cũng lỏng luôn rồi, thì con cũng mừng cho cô là cô đã được xuống cân, về cuộc sống của cô vui vẻ. Và cô nói cái này cô khẳng định, cô nói nếu như mà mình cứ rải lòng ra cho mọi người đi, mình cứ làm hết sức khả năng của mình đi, giống như cô nói cô dọn nhà hay là cô làm bất kỳ công việc gì trong nhà của cái người chủ này, thì cô coi y như là một đứa con của cô vậy đó. Cô làm rất là tận tâm, mà chính vì cái tận tâm của cô á thì cô nói là cô nhận được cái tình thương của cái người chủ này nè, coi cô như là một người cô người bác, rất là thương cô mà kính nể cô, chưa bao giờ mà người ta xúc phạm tới cô hay là nặng lời gì với cô hết á. Cô cảm thấy là cô ở với cái người này còn tốt hơn là cô ở với đứa con của cô nữa. Thì tại vì cô nói hồi xưa á, là cô ở bên Việt Nam thì cô đã ở với con của cô, thời gian sau thì thôi cho con cô ra ngoài ở thì cô ở một mình. Thì khi mà cô qua bên Mỹ á, là cô là đã được 50 tuổi, lúc đó cô nói cô còn có khả năng làm việc này kia, nhưng mà những việc làm của cô á, cũng không có đem lại cái tiền gì nhiều, khi mà sống trên một cái đất nước quá là tân tiến mà cần cái tiếng Anh nào đó thì cô không có làm được. Thì nhờ như vậy mà từ lúc 55 tuổi cô làm, bây giờ cô đã 65 tuổi rồi, ở trong cái nhà này là 10 năm hơn. Thì bây giờ cô nói là cô quyết định 1-2 năm nữa cô sẽ về Việt Nam, xong rồi với số tiền đó đó thì cô nói cô có khả năng là cô sống tới cuối đời mà rất là nhàn rỗi, không có lo một chút gì về kinh tế hết á. Và My có hỏi thêm là trong thời gian 10 năm cô ở đó cô có đi về Việt Nam hay không, thì cô nói là cô về được 2 lần, mà cái đồng tiền mà cô về là đồng tiền cô đã dành dụm lúc mà thì cô làm thêm đó, rồi ông chủ cho đó là cô dành dụm, thì cô không có đụng gì tới cái tiền mà 3.000 của cô hết trơn á. Mà cô nói lúc mà đi về Việt Nam á, còn hơn á, là được người ta tặng cho cái vé bay nữa. Thì các bạn cô chú thấy là cũng không ngờ là cái gia đình này rất là tốt bụng luôn á. Cô nói là tặng cho cô vé bay mà cô ngạc nhiên
là tại vì lúc đó á, là ngay sinh nhật của cô á, thì người ta muốn làm cho cô vui mà không biết là người ta làm gì, cho nên là người ta nghĩ là cho cô vé bay mà đi về Việt Nam 2 tuần. Thì trong thời gian đó đó là người ta cũng lấy việc khai sinh việc làm của người ta đi chơi luôn, cho nên nhờ vậy mà cô về Việt Nam 2 tuần. Thì một lần đó và một lần sau á, là cái dịp mà gia đình của cô có chuyện ở bên Việt Nam á, thì cô về là lúc đó đó thì người ta không có tặng vé bay, nhưng mà người ta cũng cho cô 500-700 để tiền xài lặt vặt. Thì nói chung là gia đình này đối với cô nói là cô không có cái từ nào mà để nói được. Cô nói y hệt như là một người con mà còn hơn một người con nữa. Bởi vì cô nói cô có người bạn á, cha mẹ ở chung với con, nhưng mà mỗi ngày cũng phụ việc nhà, cũng làm công chuyện đủ thứ lặt vặt hết, nhưng mà người con lâu lâu cho 500-300 là mừng lắm rồi, chứ không có nhiều như của cô đâu. Mà của cô là cô giống như tại vì người dân thì người ta phải đâu đó sòng phẳng thì cô mới được tiền nhiều như vậy. Thì cô muốn nhờ My gửi đến các bạn và các cô nói là ai mà đang nhờ cha mẹ làm việc á, giống như cô á, thì mình nên nhìn lại một chút để mình biết là cha mẹ làm cho mình cái đó thì cái công rất là nhiều. Nếu mà không trả bằng tiền được á, thì mình phải bù đắp bằng cái tình thương nhiều hơn nữa để mình mới thấy được là xứng đáng với cái công mà cha mẹ ở chung nhà mình rồi lo lắng cho nhà mình đủ thứ chuyện hết á, từ giặt giũ cho tới lau nhà quét dọn hay là cơm nước gì đó. Thì cái đó cũng là một cái công mà mình nếu mình tính đổi ra tiền thì nó rất là lớn. Thật sự trong 10 năm mà đã để dành được 600.000 đô thì quá là nhiều luôn cô chú anh chị. Thậm chí mới thấy một người làm giỏi, lương cao, nhưng mà vì chi phí hàng ngày, tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ăn xài của mình á, mới thấy một người bình thường khó mà dư được tới cái số tiền như cô. Và thêm ở chỗ này là mới tính luôn cho cái tiền mà không biết đầu tư gì hết mà mình chỉ bỏ vô ngân hàng thôi, chứ mình không có để yên ở nhà. Thì đầu tiên là cô bỏ vô 50.000, sau đó mỗi tháng cô để 3.000 trong vòng 10 năm. Và tiền lời trong ngân hàng là cô cho là 5 chấm là bình thường thôi. Giống như mình để CD rồi có khi là 5 chấm rưỡi, 5 chấm 2 thì bây giờ mình tính 5 chấm thôi. Và cái tiền này cố định không có di động gì hết trong vòng 10 năm. Ha, thì mình tính thì được là 534.000 đô. Thì 534.000 đô này mới thấy nó cũng nhiều hơn là 410.000. Thì trong vòng 10 năm nếu mà cô có đầu tư, cô để ngân hàng lời 5 chấm thôi thì cô cũng được cái số tiền này. Thì hơn 120.000. Thì dù gì cũng lời nhiều hơn là mình không có biết đầu tư. Con cảm ơn cô Thương rất là nhiều đã chia sẻ một cái này mới thấy rất là hữu ích. Mà con cũng chúc cho cô luôn được nhiều sức khỏe và khi về Việt Nam thì cô vui vẻ với gia đình ha. Mi cảm ơn các bạn cùng cô chú anh chị rất là nhiều đã xem đến hết video này luôn. Nếu các bạn cô chú xem video này có ý kiến gì hay hay là có trải nghiệm qua mà kinh nghiệm được cái gì hay thì xin chia sẻ với phần bình luận giùm Mi, hoặc là cách để tiền, làm ra tiền như thế nào mà còn nhiều hơn cô nữa hay là cảm thấy là hay hơn. Có cái gì muốn chia sẻ với cô nữa thì cũng xin chia sẻ dưới phần bình luận giùm My ha. My cảm ơn các bạn cùng cô chú anh chị rất là nhiều. My chào tạm biệt. Bye bye.